Sâu đang ngủ, mình sẽ chờ vừa khóc để thử lòng nó xem thế nào. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình và Sâu sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách cắt móng tay cho mèo. Đầu tiên là dụng cụ để cắt thì có thể dùng cái loại chuyên dụng cho mèo, nếu mà không có ấy, thì có thể dùng cái loại của người cũng được, nhưng mà nên chọn cái loại to như thế này. Loại bé thì móng của mèo không cho vào đây được đâu. Tiếp theo là xác định cái vị trí để mình cắt. Đấy, nhìn vào đây. Im mượn tay tí nhá, thôi mượn tay tí. Thì thôi một tí nữa thôi. Thì ở móng mèo các bạn sẽ nhìn thấy phần đỏ này là phần mạch máu nhá, như của người. Thôi một tí thôi. Còn phần trắng trong này là phần móng, mình có thể cắt được. Cắt cách cái phần đỏ ra một tí. Đấy. Thế là xong, không đau đớn gì. Đấy. Này. Mượn tí nào, hết thời gian rồi mà vẫn chưa xong cái clip này này. Trời ơi. Sâu ơi. Sâu. Sâu ơi. Sâu ơi sâu. Sâu ơi. Dậy đi cháy nhà rồi sâu ơi. Sâu ơi, sâu. Sâu ơi. Dậy đi, dậy. Gọi đi, gọi anh dậy đi. Anh ơi dậy đi. Hai đứa nằm ở thì nhem nằm đâu? Nhem nằm ở đâu bây giờ? Nhem vào đây. Hai đứa nằm gọn vào nào. Em này ngắm xích lên. Sâu nằm xích lên đây. Đấy, đúng rồi. Nhem vào đây. Anh nhem vào đây. Đấy, nhem nằm vào đây. Chết chứ không được ba đứa. Thì phải làm sao? Phải mua thêm cái nữa. Cố thân nhem. Nhem vào đây. Đây, nhìn sâu nằm này. Đấy. Nhem nằm đây, đây, vẫn còn một ít này, nhem đi vào đây. Clip này tôi làm để khẳng định với tất cả mọi người rằng là tôi nuôi 3 con mèo và Sâu là cái đứa sạch nhất trong 3 đứa. Và tôi cũng khẳng định luôn là đây không phải là rỉ mắt luôn nhá. Sâu ấy thì nó thích xăm mắt, thế cho nên là nó xăm mí trên, nó xăm mí dưới. Tiện thể thì nó xăm luôn cái sống mũi của nó để cho sống mũi nó cao hơn. Đây nha, đây không phải là rỉ mắt các ông ơi. Đây là Sâu nó thích nên nó xăm thôi. Chứ Sâu có phải là ở bẩn đâu. Ông nhìn này, chân tay trắng phao luôn. Mặt mũi như thế này nào, Sâu quay sang đây. Người ta bảo em ở bẩn rỉ mắt kia kìa. Nào em quay mặt lên đây. Thấy chưa? Ông nhìn thấy chưa? Đây là xăm nha. Không phải là gì mắt nha. Bên này cũng ui dồi, đúng rồi, lắc đầu như thế là đúng rồi. Em buồn không? Em có buồn không? Người ta bảo em là mắt đầy gì kìa. Ui giời ơi. Anh Sâu, anh có thể cho tôi hỏi là anh chuẩn bị làm gì đấy, có được không? Có phải là anh đang giơ chân lên mà chuẩn bị cắn chân không? Ui dồi anh ơi, anh cào cái gì mà chân anh đen thế? Hả? Sao tôi quay anh lại không cắn chân nữa vậy? Ừ? Anh không hài lòng à? Anh Sâu, anh trả lời đi. Thôi anh cứ tự nhiên, anh không phải ngại tôi đâu. Thật sự. Ôi, em à? Em đã. Hay nha, ơi. Thôi in, đang phỏng vấn anh Sâu nhá. Tí nữa phỏng vấn em sau. Thôi, anh cứ cắn chân thoải mái đi. Anh không phải ngại tôi đâu. Nào. Thế này. Anh cắn chân đi. Anh cắn chân đi, anh không phải ngại chúng tôi đâu. Anh cứ sống là chính mình đi. Kìa anh. Thôi này, này, anh cầm đi, thôi. Anh đừng cào tôi nữa.
thôi 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 thôi